lời nói khả
có giá trị gì nếu như nó không được thực hiện bằng những hành động cụ thể, bằng những hành vi bác ái, yêu thương, bằng việc dấn thân cho những giá trị cao đẹp, những giá trị của công ích. Nói cách khác, đối với Chúa Giêsu, khi hành ý muốn của Thiên Chúa là một thực tại vượt xa hơn lời nói và những chủ trương thuần túy chỉ mang tính lý thuyết. Người tín hữu đích thực là người thực hành và sống lời của Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, cha chị em, không phải bất cứ ai thưa là thầy, là Chúa, là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai chỉ hành ý muốn của cha thầy đấng từ trên trời thì kẻ ấy mới được vào nước trời mà thôi. Không chỉ có vậy, nhiều lần trong tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gay gắt lên án những người biệt phái dạy. Ngài gọi họ bằng những lời hết sức nặng nề như loài rắn độc, mồ mả con voi. Ngài còn nói tới những người đến nghe Ngài rằng các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh nghe hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng làm thêm, bởi vì họ nói mà không làm, bởi họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người khác, nhưng họ lại không buồn đầu ngón tay lại. Thưa anh chị em, đọc lại những lời đó để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã mạnh mẽ kết án người biệt phái và luật sĩ chỉ bởi vì họ không chu toàn những nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao cho họ trong cộng đoàn. Ở đây chúng ta có thể liên hệ đến những nhiệm vụ mà mỗi chúng ta được trao phó trong cuộc sống của mình, nhiệm vụ trong gia đình chúng ta, nhiệm vụ trong việc xây dựng một xã hội con người ngày càng văn minh tiến bộ. Nếu như chúng ta không thực hiện sứ nhiệm ấy, chúng ta sẽ bị Chúa khiển trách giống như đã khiển trách những người Do Thái năm xưa. Ở đây chúng ta còn thấy điều này. Sở dĩ Chúa Giêsu đã kết án nặng nề những người biệt phái luật sĩ chính là bởi vì thay vì họ được Thiên Chúa đang họ lên là người cai quản dân để đi tìm hạnh phúc cho người dân, và nhưng họ đã không thực hiện điều đó. Thay vì mang đến cho người dân hạnh phúc, họ lại đặt lên vai người dân những gánh nặng nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân và những ý đồ của phe nhóm, khiến cho Chúa Giêsu đã phải nói với những người cùng thời với Ngài đừng nghe họ, bởi vì họ nói mà không làm. Vâng, thưa anh chị em, kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã nặng nề kết án của luật sĩ và biệt phái vì họ nói mà không làm. Đồng thời Ngài cũng cho thấy thi hành ý muốn của Thiên Chúa là một thực tại vượt xa hơn lời nói và những chủ trương chỉ thuần túy mang tính lý thuyết. Vậy chúng ta, các kỹ thuật hữu của Chúa, chúng ta phải làm gì để thi hành ý Chúa trong một xã hội mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói một câu nói ngày nay đã trở thành một chân ngôn truyền tụng cho mọi người, mọi thế hệ. Đừng nghe gì cộng sản nói, nhưng hãy nhìn những gì họ làm. Những người cộng sản nói gì thế chị em? Suốt hơn nửa thế kỷ qua trên quê hương đất nước này, có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng đã thấy quá rõ hậu quả của chủ nghĩa cộng sản đã tác hại trên đất nước chúng ta. Chúng ta ở đây ai cũng ngang tường, không phải chỉ ngày hôm nay khi chúng ta đã làm nạn nhân của cơ cơ chế tội ác là chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta mới nhận ra sự ảo tưởng của chủ nghĩa này. Còn thưa anh chị em, nếu anh chị em đọc lại các huấn quyền của giáo hội từ thông điệp tâm sự của đức cố giáo hoàng Leo thứ 13 năm 1891, tôi nhắc lại năm 1891, thì chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội chưa trở thành thế lực ngầm trên thế gian này, thì giáo hội Công giáo đã nhìn thấy tất cả những hệ lụy mà nó đem lại cho nhân loại, cách riêng cho xã hội con người, giáo hội Công giáo. Chính vì thế mà các ngài ngay từ những năm đó đã gây ra lên án chủ nghĩa xã hội mà các ngài cho rằng đó là một thứ độc dược gây hại cho phần dỗi của con người. Chúng tôi xin trích dẫn ở đây một vài đoạn.
để anh chị em thấy những lo âu của giáo hội, để anh chị em thấy chúng ta những người công giáo chúng ta phải làm gì giữa một xã hội chủ trương một thứ lý tưởng rất hạ quyền và ảo tưởng như vậy. Về chủ nghĩa xã hội, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp tân sự ngày 15 tháng 5 năm 1891 tại số 12, ngài đã viết những lời này: chủ nghĩa cộng sản gây bao thiệt hại ngay trong xã hội dân sự, chủ nghĩa xã hội bất công một cách hiển nhiên không ai là không thấy rõ, thế thấy còn gây nên những bao thiệt hại. Trước thì gây hỗn loạn giữa các tầng lớp xã hội, nó xiềng xích công dân vào vòng nô lệ nhục nhã kia rồi, để mới mở cửa cho công dân tha hồ chém giết nhau, sinh lòng bất mãn và căm thù. Năm 1891, Hội Thánh đã tiên báo. Chúng ta biết lúc đó cộng sản chưa có tung tích trên thế gian này, nhưng các vị lãnh đạo giáo hội đã thấy những gì mà hôm nay chúng ta đang trải qua: sự xuống cấp của đạo đức, tình cảnh con người không còn đối đãi với nhau trong tư thế của những nhân vị thật sự có linh hồn và có một đời sống tâm linh. Không chỉ có Đức Leo 13, Đức Leo Tiêu thứ 11 trong thông điệp 40 năm ra ngày 15 tháng 5 1931, tức là 40 năm sau thông điệp tân sự, Đức Leo 11 đã viết như thế này: cộng sản trong lý thuyết cũng như trong thực hành không những ngấm ngầm mà là công khai, không những theo một đường lối quanh co mà là theo một đường lối thẳng băng, bằng những phương pháp hiệu lực kể cả bằng võ khí để quyết theo đuổi và đạt tới hai mục đích rõ ràng sau đây. Thứ nhất, gây sự giai cấp, tương tranh kịch liệt, bài trừ mọi thứ sở hữu, nó quyết đấu tranh cho đến khi đạt chiến thắng. Không có việc gì là nó không dám làm, không có sự gì là nó kính trọng. Chỗ nào nó đã chiếm lấy chính quyền, nó sẽ tỏ ra mình là rất dã man và vô nhân đạo cho đến cực độ. Ai chưa thấy thì không dám tin. Những việc đó làm, những việc đó làm hoàn toàn là những việc kỳ khôi kinh khủng. Những sự bách hại, những tai họa đó đã trồng chất ở miền Đông Bắc và ở miền Viễn Đông chứng tỏ điều ấy rõ ràng. Kinh nghiệm hàng ngày như anh cũng thấy cũng làm chứng cộng sản là kẻ thù của xã hội Thiên Chúa chúng ta. Thiết tưởng ta không cần nói dài về những cách vô nhân đạo và bất công của chủ nghĩa cộng sản cho các tín hữu của các giáo hội ý thức. Nhưng ta vẫn lưu sầu khi thấy kẻ cầm quyền vô tư lự hầu như cứ khinh thường hoặc tai họa lớn có thể lớn như thế và cứ thụ động chẳng làm gì để ngăn cản những tà thuyết cộng sản truyền bá thế gian. Và những kẻ hung ác sát nhân nó thường dùng toàn là những sự ghê tởm đưa xã hội đến tai họa. Nhưng đáng kết án hơn cả là những người biến nhát thụ động không bài trừ hay cải hóa những tình trạng bất công làm cho đại chúng tức tối cực điểm, và như vậy cũng mở đường cho đảo lộn và phá hoại của xã hội. Có lẽ tôi không cần thêm gì và sẽ rất dài để giải thích cho chị em điều này. Nhưng đấy, để anh chị em thấy giáo hội là rất mạnh mẽ để tố cáo về những thứ ý thức hệ ngoan đường đại nghị viện và những thứ ý thức hệ đi ngược lại với lương tâm cũng như với nhân vị nhân phẩm con người. Vâng, thưa chị em, qua những gì trích dẫn ở trên chúng ta thấy, chúng ta không bao giờ để mà nói hết được mọi chuyện. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng giáo hội công giáo luôn ưu tư và mong ước con cái mình phải luôn là ngọn cờ đầu trong công cuộc cải tạo xã hội, phải quyết liệt dấn thân xây dựng một xã hội của tình huynh đệ và bao dung, của tình yêu và sự thật, trước hết bằng việc khước từ tham gia vào đảng cộng sản. Bởi vì như Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 trong thông điệp 40 năm ngày 15 tháng 5 1931, ngài đã viết thế này: đây là lý do để cho những người công giáo phải chối từ gia nhập đảng cộng sản, và đã đến lúc chúng ta phải chân thành và nói với những điều này. Bởi nếu không, chúng ta tiếp tay cho một thứ ý thức hệ lỗi thời và một thứ ý thức hệ và cổ động cho sự gia đáng. Đức Giáo Hoàng viết: hòa hợp chủ nghĩa xã hội với tôn giáo và nhất là với công giáo
Hôm nay là đại biên cộng sản và đồng thời là giữ chức vị Kitô kiểu mẫu được. Đấy, Đức Giáo Hoàng nói cho như thế, không thể nào vừa là đại biên lại vừa là người Kitô lũ mực. Tất cả những người nào không chịu góp sức nhiệt tâm mạnh vào chống trả những nguy nan do chủ nghĩa xã hội gây nên thì hoặc là giả vờ không biết, khinh thường, hoặc là thành thật không biết những nguy nan kinh khủng ấy. Rồi ngày còn biết tiếp, ta ưu sầu biết bao khi thấy một số đông con cái của ta rời bỏ giáo lý Công giáo và nhập vào hàng ngũ của những người theo chủ nghĩa xã hội. Ta không sao tìm được lòng tin của họ còn nguyên vẹn, ý chí của họ còn chính trực. Trong số tiếng đó, người thì công khai đi tên và tuyên xưng chủ nghĩa cộng sản, người thì chối trước họ, người thì bị bắt buộc công khai hay cấm ngầm phải nhập vào các phe phái của đảng cộng sản. Đó là lời của Đức Giáo Hoàng, không phải lời của cá nhân tôi. Tôi đặt ra để anh chị em thấy việc gia nhập đảng cộng sản là một việc làm mà chúng ta đã đến lúc cần phải suy nghĩ lại. Trong thực tế, điều này là một sự thật đang diễn ra. Rất nhiều người Công giáo đã vào đảng và nghĩ rằng họ vào đảng để tìm kiếm công ăn việc làm, chứ họ không theo ý thức hệ vô thần. Thưa anh chị em, tất cả những điều đó chỉ là nguyên liệu mà thôi, bởi vì những Đức Giáo Hoàng Tiêu Kính 11 đã nói chủ nghĩa xã hội bất phân phạm vi học thuyết, lịch sử hay thực hành, dầu đã quay về với chân lý và công bằng một phần nào cũng không thể được đồng nhất với học thuyết xã hội Công giáo, vì quan niệm xã hội của nó trái nghịch với quan niệm Công giáo 100%. Không có một sự hòa hợp nào cả, 100% là trái ngược. Cho nên em không thể nào là đảng viên để rồi em vẫn bảo anh là người Công giáo đích thực, không có chuyện đó. Bên cạnh đó, thưa anh chị em, trước hiện tượng xã hội có người ngày càng xa rời chân lý, giáo hội Công giáo muốn khẳng định vai trò của người giáo dân công dân là phải tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị nhằm cải thiện cuộc sống công ích, góp phần kiến tạo cuộc sống hạnh phúc và bình an. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong thông điệp Mẹ và Thầy, Ngài đã viết những lời này: không ai xưng mình là Kitô hữu mà không thấy mình bị bó buộc phải cải thiện mọi tổ chức xã hội dân sự tùy theo tài sức của mình. Những tổ chức đó được cải thiện thì nhân cách con người được tôn trọng, mọi trở lực ngăn cản việc đổi mới mới được loại trừ, và tất cả mọi sự đưa đến lẽ phải và đạo đức mới được ủng hộ. Chúng ta phải cải tạo những tổ chức dân sự trong xã hội này, đó là con đường đức tin của chúng ta. Nơi khác, Ngài viết mỗi tín hữu trong thế giới ngày nay phải là những mục tiêu sáng rực rỡ, một trung tâm bác ái và một lớp nghe cho cả toàn khối. Điều đó mỗi người sẽ thực hiện tùy theo mức độ biết kết hợp với Thiên Chúa. Và đó, thưa chị em, một vài chức danh về các thứ chung cũng như các huấn quyền của Hội Thánh để hôm nay một lần chấp sự chân thành của đức tin trong giáo huấn của giáo hội và trong trách nhiệm của người mục tử của giáo hội. Tôi xin đọc lại để anh chị em chúng ta có thể do hoàn cảnh chúng ta không có điều kiện tiếp xúc với những văn bản này, để một lần chúng ta xác tín lại đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta biết chúng ta sống đức tin là sống cho cái gì, và sống cho đức tin đích thực là sống một cuộc dấn thân cho xã hội con người mỗi ngày một tốt hơn. Và đến lúc chúng ta không nên sống đạo trong nhà thờ, bởi ở nơi đây chỉ là cội nguồn ơn phúc để chúng ta nghe ơn phúc ấy đến cho tha nhân, đến cho những con người chúng ta gặp gỡ, đến cho một xã hội mà ta biết rằng ở nơi đó đang truyền bá những thứ ý thức hệ và ngược lại với nhân tâm của con người. Thành ra, thưa anh chị em, hôm nay ngày chúng ta cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta bổn phận dẫn thân của người Kitô hữu phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, trong một môi trường cụ thể, với những con người cụ thể và bằng một sự quyết đoán, chứ không phải chỉ bằng những lời nói suông hay những sự thỏa hiệp với những thứ quyền lực của sự giữ. Tất cả những điều này hôm nay chúng ta phải thực hiện để chúng ta trở nên những người Kitô hữu của Chúa. Chúng ta không thể trở thành Kitô hữu đích thực nếu chúng ta để mặc cái sự ác lộng hành mà chúng ta
ta không lên tiếng. Chúng ta có thể nói với nhau rằng Thiên Chúa trao cho chúng ta mảnh đất này, quê hương này là của chúng ta, quê hương này để chúng ta sống lòng tin và thể hiện sự trung thành với Chúa. Nói cách khác, ý Thiên Chúa muốn chúng ta là người Công giáo Việt Nam biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào, tích cực xây dựng ở đất nước giàu đẹp dựa trên cơ sở của đức tin vào Chúa, như Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã viết trong thông điệp Bát Thập Niên ngày 14/5/1971. Bổn phận của tất cả Kitô hữu là phải hành động mạnh mẽ để kiến tạo tình huynh đệ phổ quát, là nền tảng thiết yếu cho một nền công bình đích thực và là điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài. Chúng ta có thể kêu cầu Thiên Chúa cha mọi người nếu chúng ta từ chối xử sự như anh chị em đối với một số người, cũng như tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Quan hệ giữa con người với Thiên Chúa là cha và giữa người con người với nhau là anh em có liên quan mật thiết với nhau, như lời Kinh Thánh đã nói: ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay trong thư gửi giáo hoàng Philip cũng đã nói với chúng ta con đường dẫn thân của mình, thái độ mà tất cả những ai muốn dẫn thân sống đời sống xã hội để bảo vệ cho một nền dân chủ đích thực. Tất cả những người hôm nay dẫn thân cần phải thực hiện lời này của Chúa. Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiểu thông trong thần ký, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi trọn vẹn, phải có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm gì vì ích kỷ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình. Xin Chúa cho tất cả chúng ta những công dân Công giáo, xin cảm ơn chúng ta để thấm nhuần lời của Chúa hôm nay để bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử, mỗi chúng ta trở thành sứ giả của Chúa, sứ giả xây dựng hòa bình bằng việc lên tiếng chống lại bất công xã hội, chống lại những thứ ý thức hệ nó đem đến cho nhân loại sự khổ đau, như ý thức hệ vô thần mà mỗi chúng ta đang là nạn nhân của nó trên quê hương đất nước chúng ta. Amen.